Trung 81 Vlog xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người coi cái thành quả mà sau một tháng trời mình bắt những ổ ong mà bị cánh mình đem về nhà mình nuôi nè mọi người. Mình sẽ quay cái thành quả sau một tháng. Mọi người hãy xem và theo dõi ủng hộ mình nha. Sau một tháng này mọi người thấy không, bài ong phát triển tương đối là ổn định nha mọi người. Mình tạo ít khói cho những con ong nó hiền bớt một chút. Wow. Người thấy không? Bạn ông phát triển khá là tốt nha. Nhớ thùng đầu tiên. Chỉ biến cho nó thêm một hai cái cầu. Tại vì cái bầy ong đây là nó đang phát triển mạnh đây, mình tạo nó thêm một vài cái cầu không nữa cho nó tạo mật, tạo lửa miệng, nó tạo mật bánh sáp rồi. Rồi mình tiếp tục qua thùng ăn thứ hai nha. À, thùng ăn cũng là ong thứ hai đây, nó cũng phát triển rất tốt nha mọi người. Mọi người thấy không? Mặt trời nó hơi chán chút xíu nhưng thùng ong phát triển tốt lắm.
Thôi giờ mấy ông này nó hiền bớt một chút. Bạn ông phát triển cực tốt luôn. Bạn ông đây mới tầm chưa tới 20.000 mọi người. Nó tầm khoảng 15-16.000. Mới về mà đang để những con ong đực này mọi người thấy không? Nè, để những con ong đực. Các ổ đây đang tạo một chú này. Quá chừng mọi người thấy không, mới tầm chưa tới 20 ngày mà bộ của ông phát triển cực mạnh luôn mọi người thấy không, ông quá đẹp luôn, dạng ươm luôn. Mặt đã có này mọi người thấy không, để mình cho mọi người coi. Mọi người thấy mọc không? Mọc vít nếp hết rồi mọi người thấy không? À, mọc từ cái đoạn này tới đoạn này là mọc không mọi người thấy không? Phát triển cực nhanh luôn. Mọi người thấy hay hãy like, đăng ký, ủng hộ giúp mình nha. Để mình phát triển kênh và mình sẽ ra thêm nhiều cái video khác để cho mọi người xem. Theo dõi thấy video hay thì hãy làm theo, bắt một ổ nào đó về. À, mình về mình có thể mình chủ động được cái nguồn mật mình có cho gia đình mình xài. Thùng thứ hai phát triển cực tốt, mình để đây. Khi mình nhập về mọi người là mình sẽ chuẩn bị cho nó một cái cầu cầu không như này, nhập về nó tự xoay thôi, bởi ông mạnh phát triển mạnh này nó chỉ xoay trong vòng tuần lễ là nó xoay liễu mèo à, nhanh lắm. Ông tơ này mọi người thấy không? Rồi, mình tiếp tục tới ung ha. Thùng thứ ba.
thùng ăn thứ ba của mình này mọi người. Hôm nay mình mới bắt về cách khoảng chưa tới 10 ngày. Như xem này, ông nó đang làm việc một tần suất rất là cao này em người ta. Nó tạo một cái lưỡi mèo bên ngoài luôn người ta. Cái thùng này là mình nhập về trong một cái thùng ong đã bốc bay, mình lần trước mình đã nuôi về nó bốc bay đó mọi người. Thùng ong bốc bay hết rồi này. Cái lần trước mình mắc công việc mình đi để cho một cái bầy ong trong đây nó bốc bay, nó chuyển đi hết. Mắc một ổ ong đang nghỉ cánh về, mình lại nhập trực tiếp vào cái thùng ong đã bốc bay này. Bây giờ mọi người xem nó đang lấy mật về, nó cấy vào cái bánh tổ cũ này. Thùng đây cũng đang phát triển nha mọi người. Ồ, mọi người thấy không? Hôm nay phát triển quá chứ mạnh luôn. Wow, mình xem này. Còn gì đẹp luôn. Hôm nay là mình về mình nhập vào trực tiếp vào cái thùng cũ, thùng của bầy ong cũ. Bọn nó đã bỏ ủ rồi, nó đưa bay đi mất, nhập trực tiếp vào.
cho nó thêm vài cái cầu ong nữa để cho nó đây. Ở đây đây thùng ong cuối cùng này mọi người. Thùng ong đây là bữa trước là một bầy ong thiên nhiên bên ngoài, nó chủ động nhập trực tiếp vào cái thùng bầy ong mà mình đã bắt nè mọi người. Mình sẽ xem quay cho mọi người xem nha, coi thử cái bầy ong này nó phát triển ra sao. Mọi người xem này, hai bọn bạn ông nhập lại. Đây đây cũng đang trong quá trình phát triển, còn hơi yếu một chút. Mọi người thấy hay hãy like, đăng ký ủng hộ kênh chúng mình nha. Video xin kết thúc tại đây. Mình sẽ tạo ra nhiều video khác để cho mọi người theo dõi nha. Xin chào.